trở lại với bản tin 60 giây của Linh Kiện Store. Hôm nay ngày 7 tháng 1 năm 2019 sẽ có một số nội dung đáng chú ý như sau. Đồng hồ định vị trẻ em GW600, món quà tặng tuyệt vời cho bé. GW600 làm hài lòng hàng triệu phụ huynh khi vừa có thể sử dụng như một chiếc đồng hồ định vị thông minh, vừa tích hợp game toán học giúp bé phát triển trí tuệ và kỹ năng phản xạ. Kèm theo đó là camera chụp ảnh và đèn flash chiếu sáng giúp bé có thể tìm đồ dễ dàng. Linky Store về hàng số lượng lớn phục vụ mùa Tết Nguyên Đán sắp tới. Chỉ còn gần một tháng nữa là chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết Nguyên Đán 2019 năm Kỷ Hợi. Để đảm bảo đầy đủ các sản phẩm phục vụ cho mùa Tết, Linky Store đã nhập về số lượng lớn các sản phẩm lò kéo, camera hành trình, live cam, tay cầm chơi game, đồng hồ thông minh và nhiều sản phẩm công nghệ khác. Ngoài ra, quý khách hàng sẽ nhận được 2.000 ưu đãi hấp dẫn cho ngày Tết sắp tới. Tay cầm chơi game Gamesir F3 Plus về hàng. Phiên bản tay cầm cực nhỏ gọn với thiết kế hai mảnh trái phải ghép lại tạo sự thuận tiện và thoải mái nhất cho người chơi. Công nghệ E-Flat đem lại độ chính xác 100% cho việc nhắm bắn trong game bút di mùa ảnh. Quán quân The Voice Linky Store mùa 2 sẽ xuất hiện vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Sau gần một tháng diễn ra, The Voice Linky Store đã quy tụ được rất nhiều những giọng ca tuyệt vời đến từ mọi miền của đất nước. Liệu ai sẽ là quán quân của The Voice Linky Store mùa 2 năm nay? Các bạn hãy cùng nhau theo dõi buổi lễ trao giải vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Hấp san Zino về hàng, siêu phẩm được mong chờ nhất năm 2019. Trang bị cơ chế gấp gọn độc đáo, hệ thống GPS tiên tiến, kèm theo camera 4K với gimbal chống rung ba trục, Zino xứng đáng là mẫu flycam tốt nhất trong phân khúc dưới 10 triệu năm nay. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 60 giây ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!